Chiều ngày 11 tháng 7, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang gồm ông Trao Chắc và Phan Quỳnh Sơn có buổi tiếp xúc với 80 cử tri xã Phước Hưng và Quốc Thái, huyện Âu Phú. Tham dự có bà Hà Minh Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, bà Quách Tố Giang, Bí thư huyện ủy ao Phú, ông Trang Công Cường, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và hai địa phương. Tại buổi tiếp xúc, ông Trao Chắc đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang thông tin một số nội dung chương trình kỳ họp thứ bảy Quốc hội khóa 15. Trong đó, nhấn mạnh luật đất đai, nhà ở sửa đổi, dự án luật công chức, luật phòng chống mua bán người sửa đổi, kết quả thực hiện nội dung thực hành tiết kiệm và bình đẳng giới. Sau khi nghe báo cáo, cử tri xã Quốc Thái và Phước Hưng bày tỏ vui mừng và tham gia bảy ý kiến xoay quanh các nội dung như quan tâm đầu tư xây dựng cụm tuyến dân cư dân tộc chăm xã Quốc Thái, mở rộng tuyến lộ giao thông nông thôn từ thị trấn Long Bình, Khánh An và Phú Hữu kết nối thị xã Tân Châu, tăng cường đấu tranh xử lý phân bón, thuốc bảo vệ thực vật giả, bảo hiểm y tế cho lực lượng dự bị động viên, tăng thêm mức hỗ trợ tiêu chuẩn xây dựng nhà tình nghĩa và chế độ chính sách cho người có công, nhận bất cập trong quy hoạch xây dựng dùng nuôi chim yến, thủ tục cấp phép xây dựng nhà nuôi chim yến, phòng chống tội phạm trên không gian mạng. Phát biểu tiếp thu và trả lời ý kiến cử tri, Ông Trang Công Cường, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú cho biết, chính sách chăm lo cho đồng bào dân tộc chăm luôn được huyện An Phú quan tâm thực hiện tốt. Cụ thể, huyện đầu tư xây dựng cụm tuyến dân cư dân tộc chăm thị trấn Đa Phước. Về kiến nghị xây dựng tuyến dân cư dân tộc chăm xã Quốc Thái, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện thông tin sẽ từng bước tranh thủ sự đầu tư của trên để xây dựng. Đối với vấn đề phân bón thuốc bảo vệ thực vật giả, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện sẽ chỉ đạo ngành chuyên môn tăng cường kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định. Riêng các ý kiến còn lại được Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ghi nhận và tiếp tục gửi đến cơ quan có thẩm quyền sớm trả lời cử tri. Phát biểu tại buổi tiếp xúc, đại biểu Quốc hội tỉnh An Giang, ông Phan Quỳnh Sơn nhấn mạnh việc xây dựng mở rộng lộ giao thông nông thôn được tỉnh quan tâm. Nhiều tuyến đường đã được đầu tư xây dựng như cao tốc Châu Đốc, Cần Thơ, Sóc Trăng, và đường tỉnh 957. Tuy nhiên, do nguồn vốn có hạn, không thể đầu tư kịp thời theo nguyện vọng người dân. Việc chăm lo gia đình chính sách, người có công luôn được thực hiện tốt. Nhà tình nghĩa, nhà đồng đội, nhà đại đoàn kết được các ngành địa phương quan tâm, định mức hỗ trợ được thực hiện theo quy định. Tuy nhiên, ông ghi nhận và sẽ kiến nghị cơ quan thẩm quyền có giải pháp tăng thêm mức hỗ trợ để căn nhà được xây dựng khang trang hơn. Về quy định dùng quy hoạch nuôi chim yến, thủ tục cấp phép xây dựng nhà yến sẽ sớm kiến nghị ngành chuyên môn tháo gỡ cho địa phương